Rồi chúng ta sẽ tiếp tục trong uh, loạt bài về mục đích và giá trị của việc nói tiếng lạ hay là cầu nguyện tiếng lạ. À, cái phần mà tôi sắp trình bày cho anh chị em nó có thể liên quan đến cả việc nói tiếng lạ để tự gây dựng chính mình và nó cũng có liên quan đến việc nói tiếng lạ là, là nói ra những điều màu nhiệm và tôi sẽ cố gắng để giải thích cho anh chị em thế nào việc anh chị em nói tiếng lạ là, là nói ra lời màu nhiệm và Chúa hay dùng điều đó để đem đến sự gây dựng cho cá nhân của anh chị em. Vậy bây giờ chúng ta tìm cái câu trả lời đó dựa trên Cô Rinh Tô Nhất đoạn số 14. Và lần này chúng ta sẽ đọc lại trong mạch văn từ câu số 2 cho đến câu số 4. Cô Rinh Tô Nhất đoạn số 14 từ câu 2 cho đến câu số 4. Lạy Chúa rằng vì người nói tiếng lạ không nói với loài người mà là nói với Đức Chúa Trời nên không ai hiểu được bởi vì ấy nói những điều màu nhiệm trong Thánh Linh. Còn người nói tiên tri thì nói với con người để xây dựng, khích lệ và an ủi. Người nói tiếng lạ tự xây dựng chính mình, nhưng người nói tiên tri xây dựng hội thánh. Bây giờ trong câu số 4 thì nói rằng là người nói tiên tri thì xây dựng hội thánh. Khi một người nói tiên tri á Thì người đó nói ra những lời xuất phát từ tâm trí của Đấng Christ Trong cái bối cảnh là lời phù hợp với kinh thánh nhé Thì người đó nói ra những cái lời xuất phát từ tâm trí của Đấng Christ được bày tỏ ra Và những gì thuộc về tâm trí Đấng Christ được bày tỏ ra Thì đem đến sự khích lệ Gây dựng hay còn gọi là xây dựng đó Và an ủi Đó là điều chúng ta thấy trong câu số 3 trong câu số 3 nói người nói tiên tri thì nói với con người để xây dựng khích lệ và an ủi vì trong cái bối cảnh này chúng ta cần phải hiểu rằng là nói tiên tri là phù hợp với lời của Chúa trong cái giới hạn của lời Chúa và ý muốn của Chúa và bây giờ trong mạch văn này cũng nói đến việc chúng ta nói tiếng lạ và nói tiếng lạ trong mạch văn này đang nói đến nói tiếng lạ mang tính cá nhân Để tự gây dựng chính mình Bây giờ để anh chị em tự gây dựng chính mình Qua việc nói tiếng lạ Thì điều đó cũng đòi hỏi tâm trí của Đấng Rít Cần phải được bày tỏ ra cho anh chị em Bây giờ trong mạch văn này nói rằng là người nói tiếng lạ là nói ra lời màu nhiệm Và rồi người đó nói ra với Đức của Trời Và không ai có thể hiểu được vậy thì ở từ đây chúng ta thấy được rằng người này đó nói ra những điều thuộc về tâm trí của đức chúa trời người đó nói ra những điều đến từ chúa thuộc về sự mau nhiệm và không ai có thể hiểu được ngoại trừ đức thánh linh của đức chúa trời thánh linh của chúa biết tất cả mọi điều amen thánh linh của đức chúa trời cũng là đức chúa trời nên ngài biết tất cả mọi điều và bây giờ những điều đó được xem như là sự mau nhiệm nhưng mà nhớ được điều rằng là mầu nhiệm trong cái ý nghĩa lát nữa đây tôi sẽ giải thích kỹ hơn nhưng mà bây giờ về cơ bản mầu nhiệm trong ý nghĩa đó là những điều đó còn bị kín dấu những điều đó vẫn chưa được tiết lộ ra cho chúng ta nhưng mà nhớ những điều đó là mầu nhiệm hay là chưa được tiết lộ cho chúng ta không phải là vì chú không muốn tiết lộ nhưng chỉ đơn giản là những điều đó vượt quá những cái sự hiểu biết tự nhiên của chúng ta tâm trí tự nhiên chúng ta không có hiểu nổi về về phần Chúa, Ngài mong muốn tiết lộ, Ngài mong muốn bày tỏ điều mầu nhiệm đó cho chúng ta. Bây giờ chúng ta xem đi, ở trong Colossae đoạn 2, câu số 1 cho đến câu số 3. Colossae đoạn 2, câu 1 đến câu số 3. Thật vậy, tôi muốn anh em biết tôi đã vì anh em, những người ở Laodice và vì tất cả những người chưa thấy mặt tôi về phần xác mà chiến đấu cam go như thế nào để lòng họ được khích lệ hiệp nhất trong yêu thương cũng như có sự hiểu biết phong phú và chắc chắn để nhận biết sự mau nhiệm của Đức Chúa trời tức là đấng Christ chúng ta để ý tại đây để nhận biết sự mau nhiệm của Đức Chúa trời à, Chúa muốn ta có sự nhận biết ở tại đây cho một bản dịch khác trong tiếng Anh thì nói rằng là để có sự tri thức đầy trọn về sự mau nhiệm của Đức Chúa trời một số bản dịch khác thì nói rằng là sự mau nhiệm của Đức Chúa Trời. Và trong cái lời Chúa từ đây đó là cha của Đấng Rít. À, có bản dịch khác thì nói rằng là của Đức Chúa Trời là cha và của Đấng Rít. Và từ đây chúng ta thấy được rằng là Chúa bố ta nhận biết một cách đầy trọn về sự mau nhiệm của Đức Chúa Trời. Và bây giờ câu số 3 thì nói như thế này đây. Vì trong Ngài, trong Ngài tới đây, trong mạch văn này đang nói là trong đấng Christ ẩn chứa mọi kho tàn của sự khôn ngoan và tri thức. Vậy tới đây, trong ngài trong đấng Christ ẩn chứa mọi kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức. Ở tới đây là điều nó vượt quá cái tâm trí tự nhiên của chúng ta hay là vượt quá cái tâm trí theo xác thịt của chúng ta. Và về phần Chúa, Ngài mong muốn bày tỏ cho chúng ta, Ngài mong muốn tiết lộ cho chúng ta biết sự màu nhiệm. Bởi vì Chúa biết rằng là khi chúng ta nhận được sự bày tỏ từ nơi Chúa Thì cũng giống như ơn tứ nói tiên tri được vận hành Khi anh chị em thấy sự vận hành của ân tứ nói tiên tri Thì lúc đó sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời Được nói ra trong ngôn ngữ anh chị em có thể hiểu được và khi anh chị em hiểu được thì anh chị em được khích lệ, anh chị em được gây dựng, anh chị em được an ủi. Amen. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà anh chị em nói tiếng lạ, và khi anh chị nói tiếng lạ, chúng ta hiểu được rằng là lúc đó những gì chúng ta nói ra là phù hợp với lại lời của Đức Chúa Trời. Những điều chúng ta nói ra thuộc về tâm trí của Đấng Rích. Và bây giờ, Chúa muốn bày tỏ những điều trong tâm trí của Đấng Rích cho chúng ta. Và Chúa bày tỏ bằng cách nào đây? Chúa bày tỏ qua lời thông giải. Có nghĩa là khi anh em nói tiếng lạ và chim cứ tiếp tục nói tiếng lạ chim nói tiếng lạ thì bất chợt như vậy có lời thông giải được nói ra qua môi miệng của anh chị em hallelujah và khi chim bắt nói ra lời thông giải đó trong ngôn ngữ anh chị ta hiểu được thì lúc đó nó ngang bằng với việc anh chị em nói lời tiếng tri và lúc đó anh chị em sẽ được gây dựng anh chị em sẽ được xây dựng hallelujah anh chị nhận ra chi tiết này không hả? vậy thì ở đây nhắc lại cho anh chị em đó là khi anh chim nói tiếng lạ đó là, đó là, lúc anh chị em nói ra thuộc, những điều thuộc về ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Anh chị em nói ra những điều sự, thuộc về sự mau nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời. Và anh chị em nói ra những điều được khai phóng và trong tâm linh của anh chị em qua môi miệng anh chị em. Và lúc anh chị em nói ra như vậy thì có thể vào một cái thời điểm nhất định Chúa bê cho anh chị em với lời thông giải. Và thông qua lời thông giải đó anh chị em bắt đầu hiểu được và đức tin dấy lên trong lòng của anh chị em và anh chị em được gây dựng trong đức tin rất thánh hallelujah anh chị được xây dựng về phương diện thuộc linh về phương diện đời sống tâm linh của anh chị em vì lúc đó lời của chúa đối với anh chị em một cách tươi mới hallelujah à, và ở đây chúng ta cần phải nhận ra được rằng là nhiều khi chúng ta nói tiếng lạ rất là dài tôi nói ví dụ đi có một đầy tớ của chúa ông ấy đang chơi trong tình trạng khô hạn thuộc linh và Ông đang lái xe Ông lái xe trong một chuyến đường rất là dài Trong suốt cái chặng đường đó Ông vừa lái xe vừa mệt mỏi về phương diện thuộc linh Và cái chuyến đường rất là dài Phải lái xe nhiều tiếng đồng hồ như vậy Nên ông không có làm gì khác hơn ngoài việc ông cầu nguyện và ông nói tiếng lạ. Là... Và lúc đó, cái hướng đi sắp tới cuộc đời của ông, ông vẫn chưa xác định là mình sẽ đi đâu, mình sẽ làm gì, mình sẽ phục vụ Chúa như thế nào, chức vụ hay là công tác cụ thể mà mình sẽ dấn thân là gì. Nhưng mà ông làm đó là gì? Trong suốt cả nhiều tiếng đồng hồ, ông lái xe đó. Và rồi, trong sự khô hạn thuộc linh, ông bắt đầu câu nguyện, ông bắt đầu nói tiếng lạ. Là... Và ông chia sẻ lại rằng là khi mà ông gần kết thúc cái chuyến hành trình đó, ông gần đi đến nơi mà ông định đi đến đó, có thể là nhà của ông tôi quên mất đó, cái 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 câu chuyện đó cái chi tiết. Nhưng mà có thể gần đến nhà của ông thì bất chợt lời ông thốt ra trên môi miệng của ông, đừng bỏ cuộc. Ông nói ô, Đây là điều vượt quá cái 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 dự định ban đầu của ông, bởi vì ông đang nghĩ rằng là chắc là mình không có muốn làm công tác phục vụ nữa làm công tác phục vụ sao mà mệt quá sao mà gặp nhiều khó khăn quá nhưng mà rồi sau một vài tiếng đồng hồ ông cầu nguyện ông cầu nguyện và ông nói tiếng lại như vậy và gần đến kết thúc của chuyến hành trình đó ông biết chắc chúa qua đời sống hay là qua cái tiếng lạ mà ông nói ra ban cho ông lời thông giải và lời thông giải đó đơn giản thôi đừng bỏ cuộc hô oh, oh, oh. và ông nói là tôi tạo chúa bởi vì cái điều rất là đơn giản Cái câu rất là đơn giản, rất là ngắn gọn đó Nhưng mà thay đổi cuộc đời của tôi Như một bước ngoặt Và ông nói rằng nếu Tôi không cầu nguyện tiếng lạ Hay là nói nếu tôi không nói tiếng lạ Trong cái giai đoạn đó Có lẽ tôi đã từ bỏ chức vụ Nhưng mà tạ ơn Chúa Ngày hôm nay chức vụ của ông ảnh hưởng rất là nhiều nước trên thế giới Ảnh hưởng nhiều dân tộc trên thế giới Và cá nhân tôi, tôi cũng học được rất nhiều Nơi đời sống của ông Ở từ đây Thứ nhất là với anh chị em, Chúa muốn chúng ta lý tục đầy giải năng lực thuộc linh. Hallelujah! Và Chúa muốn chúng ta được gây dựng, Chúa muốn ta mạnh mẽ thuộc linh. Bởi vì sao? Chúa cần anh chị em mạnh mẽ để Ngài có thể biểu lộ công việc của Ngài, Ngài có thể dùng dùng anh chị em để phục vụ và đem phước hạnh cho nhiều người khác xung quanh anh chị em. Và đó là lý do vì sao anh chị em cần phải ý thức rằng mình phải chịu trách nhiệm cháu việc Nói tiếng lạ Để tự gây dựng chính mình Hallelujah Đó là trách nhiệm của anh chị em Hãy nhớ rằng là Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là Chúa là đấng làm chúng ta được tăng trưởng Chúa là đấng làm chúng ta được phát triển Về phương diện thuộc linh Nhưng mà Chúa cho ta cái cơ hội để giữ phần Trong cái trách nhiệm Chúa gia của chúng ta Tự chúng ta không thể nào Làm cho mình lớn lên thuộc linh được Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời làm cho lớn lên nhưng mà chúng ta có thể làm phần trách nhiệm mà Chúa giao chúng ta. Một trong những phần trách nhiệm mà Chúa giao chúng ta đó là gì? Chúng ta có trách nhiệm để nói tiếng lạ. Và qua tiếng lạ đó, Chúa dùng để gây dựng chính đời sống của anh chị em. Amen. Qua tiếng lạ đó, Chúa làm cho đời sống thuộc linh của anh chị em được gia tăng sức chữa. Qua tiếng lạ đó, Chúa dùng để làm cho đời sống thuộc linh của anh chị em trở nên mạnh mẽ. Amen. Chúa vẫn là đỡ làm cho anh chị em mạnh mẽ. Nhưng anh chị được giữ phần anh chém được Chúa cho anh chém góp phần trong cái phần trách nhiệm Chúa giao đó là nói tiếng lạ và bởi cái đó Chúa dùng cái lời anh chém nói ra đi kèm với sự thông giải để gây dựng đời sống của anh chém Kinh Thánh nói, người nói tiếng lạ tự gây dựng chính mình amen anh chém nói được chỗ này chưa ạ à? Nếu anh chị nắm được được anh chị em có thể cho tôi thấy cái dấu hiệu của anh chị em em gật đầu anh chị em. Amen anh chị em. À uh, hallelujah thả tim gì đó. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Tôi mong là anh chị em hiểu được. <laughs> Bây giờ tôi sẽ Dạ, yeah. cảm ơn Chúa Galaxy A6. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Uh, Lamb Christians. Hallelujah. Một số anh chị em thả tim. Hallelujah. Dạ yeah, chúng ta tiếp tục và yeah, có uh các bạn út gì đó ừ cảm ơn chúa bây giờ chúng ta sẽ nói đến lý do thứ năm mà chúng ta cần phải nói tiếng lạ hay là câu về tiếng lạ là, là bởi vì lúc chúng ta nói tiếng lạ đó là chúng ta nói ra những lời màu nhiệm và trong phần này tôi sẽ dành nhiều thời gian để giải thích với anh em về việc thông qua tiếng lạ đó là phương cách để chúng ta có thể câu nguyện ra nói ra những điều màu nhiệm như thế nào bây giờ phần kinh thánh nó cùng xem vẫn nằm ở trong cô tô nhất đoạn số 14 câu số 2 trong cô tô nhất đoạn số 14 câu số 2 vì người nói tiếng lạ không phải nói với loài người mà nói với đứa của trời nên không ai hiểu được bởi người ấy nói những điều màu nhiệm trong thánh linh Bây giờ chúng ta cần phải hiểu Khi mà lời Chúa nói đây về chữ mau nhiệm Đang nói đến vì Chúa là muốn bày tỏ những cái điều bị giấu kín Đối với những cơ độc nhân Và chữ mau nhiệm đây trong tiếng Hy Lạp Nó không có ý nghĩa là à, huyền bí <laughs> Đôi khi đối với nhiều người ngày hôm nay khi họ nghe cái chữ mau nhiệm nó nghe đi ù có vẻ huyền bí không ở đây cái ý nghĩa của chữ mầu nhiệm ở đây trong tiếng Hy Lạp á Nó mang ý nghĩa là nó vượt quá cái tầm mức Theo tâm trí tự nhiên chúng ta có thể thấu hiểu được Tôi dùng một cách dễ hiểu cho anh chị em nó giống như là mình nói là Nó ngoài tầm phủ sống Nó ngoài dùng phủ sống của tâm trí chúng ta Tâm trí chúng ta nó không có theo kịp được Nó không có với kịp đến được cái tâm mức của những điều Chúa đang muốn bày tỏ nó liên quan đến sự khải thị thiên thượng mà Chúa ngày muốn ta biết được vào đúng cái thời điểm theo đúng cái cách thức mà Chúa đã định sẵn và lúc đó người đó sẽ nhận lấy sự soi sáng của Chúa ở trong tâm linh của người đó ừ. vậy tôi nhắc lại cho anh chị em về cái định nghĩa của chữ màu nhiệm ở tại đây màu nhiệm ở tại đây hoàn toàn không có ý nghĩa là huyền bí nhưng chữ màu nhiệm có ý nghĩa là nó vượt ngoài cái tâm mức thấu hiểu mà tâm trí tự nhiên chúng ta nó không có hỗ trợ được ở chúng ta và nó chỉ được bày tỏ chỉ được biết đến bởi sự khải thị thi thượng và Chúa sẽ làm chúng ta biết được theo cách thức cũng như theo thời điểm mà Đức của Chúa Trời đã chỉ định. Dành cho những cái người mà Chúa soi sáng cho họ bởi Đức Thánh Lực. Hallelujah. Và nhớ điều ngày hôm qua tôi chia sẻ với quý ông bà chị em, Chúa không muốn giấu những điều màu nhiệm này khỏi chúng ta. Ngài muốn giữ những sự màu nhiệm đó để Ngài dành riêng cho chúng ta. Hallelujah. Hãy nhớ rằng là Chúa muốn bày tỏ những điều cho chúng ta thông qua Thánh Linh và thông qua con của Ngài là Chúa Jesus Christ. Tôi học được câu nói này của đầy tớ của Chúa là Kenneth E. Hagin. Ông nói như thế này, cầu nguyện cho tiếng là trang bị chúng ta để ta cầu nguyện liên quan đến những điều mà không ai nghĩ đến để cầu nguyện. Và liên quan đến những điều mà không ai biết để cầu nguyện. Tôi nhắc lại, tôi lặp lại cho anh chị em Một sư KD IHG ông nói như thế này. Cầu nguyện tiếng lạ trang bị chúng ta để cầu nguyện những điều mà không ai nghĩ đến để cầu nguyện. Và liên quan đến những điều không ai biết để cầu nguyện. Hallelujah. Nó liên quan đến những điều nó vượt quá sự nhận thức tự nhiên trong cái suy nghĩ tự gì chúng ta không nghĩ rằng là mình phải cầu nguyện về điều đó chúng ta không biết rằng là chúng ta phải cầu nguyện cho điều đó đó là lý do vì sao chúa trang bị chúng ta tiếng lạ để rồi thông qua tiếng lạ chúng ta nói ra những lời màu nhiệm thuộc về ý muốn của đức chúa trời bởi vì chúng ta nhớ rằng là nhiều khi chúng ta đối diện với những cái hoàn cảnh mà chúng ta cũng không biết rằng là mình đang rơi vào cái hoàn cảnh đó có những điều trong tương lai ta đâu có biết Điện chính xác 5 phút nữa điều gì xảy ra anh chị có biết không <laughs> chính xác chiều ngày hôm nay điều gì xảy ra chính xác điều ngày hôm nay à, tối ngày hôm nay điều gì xảy ra không ai biết <laughs> đôi khi ấy, nhiều người ngày hôm nay vì có họ đi tham gia những cái uh, những cái chuyến là uh, những cái cái cuộc uh, tập huấn của những cái diễn giả gọi là những diễn giả truyền cảm hứng những diễn giả truyền cảm hứng thường hay nói anh chị em rằng là nếu bạn có thể hình dung ra được thì cuộc đời của bạn sẽ như thế à, bạn sẽ hoàn toàn biến ước mơ thành hiện thực bạn có thể như thế này bạn có thể như thế kia bạn có thể đạt được điều đó nếu bạn à, hiểu được điều đó ý thức điều điều đó nghe thì có vẻ rất là hay lắm nhưng mà cái điều những cái diễn giả đó không cho anh chị biết đó là buổi chiều ngày hôm đó sau khi kết thúc cái cái buổi thuyết giảng của cái vị đó cái chính xác điều gì xảy ra cái vị diễn lễ nó còn chưa biết nữa mà có phải vậy không hallelujah họ có thể nói với chim họ, tạo cho anh một cảm giác rất là hưng phấn trong cái buổi diễn thuyết của họ nhưng mà chính xác điều gì xảy ra vào buổi chiều ngày hôm đó vào buổi tối ngày hôm đó giống như lời chúa từng đến với một kẻ giàu cái dâu nó nghĩ là ô ta đã giàu có rồi ta không cần gì nữa ô bây giờ ta chỉ có về hưu ta chỉ dưỡng già mà thôi bởi vì ta đã xây dựng kho tàng của ta Bây giờ ta sẽ nói với linh hồn ta rằng Hỏi à, linh hồn ta Ngươi đã cực nhọc Ngươi đã mệt làm việc mệt rồi Bây giờ hãy an nghỉ Nhưng mà chú nói rằng là Hỏi kẻ dạy kia Nếu đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại Thì những gì mà ngươi có sẽ thuộc về ai Hallelujah cái điều đêm đó xảy ra chuyện gì Cái người đó còn không biết Bây giờ quay trở lại tại đây Nên là thật với Chúa Và thật với chính mình Chúng ta phải thừa nhận rằng là có nhiều điều Có nhiều hoàn cảnh trong cuộc đời chúng ta Và chúng ta vẫn chưa biết hết được và chúng ta tạ ơn Chúa rất là nhiều Bởi vì thông qua việc chúng ta cầu nguyện Tiếng là cung cấp chúng ta cái Phương cách để nhờ đó Chúng ta cầu nguyện liên quan Đến những cái hoàn cảnh mà chúng ta không biết Hallelujah Hallelujah Cảm ơn Chúa điều đó Và bởi cái đó Chúng ta thông qua lời cầu nguyện đó Chúa cố mớ ta những cái giải pháp Mà thậm chí Những giải pháp được nói ra Được cầu nguyện ra trước khi những cái rắc rối xảy ra Wow Đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời Thâu qua tiếng là anh chị em nói ra lời mạo nhiệm Anh chị em nói ra những giải pháp thi thờ của Chúa Thậm chí trước khi những rắc rối xảy ra đó được gọi là sự mầu nhiệm. Hallelujah Đó là điều vừa quá Cái sự nhận thức tự nhiên trong tâm trí chúng ta Và nhất cho quý ông anh chị em nhớ đó là lý do vì sao Chúa Ba và Thánh Linh của Ngài đến để bày tỏ cho chúng ta liên quan những gì mà chúng ta chưa biết, liên quan những gì chúng ta nhận chưa nhận ra rằng mình cần cái đó. Và đó là lý do vì sao chúng ta phải luôn luôn giữ mình trong sự nhạy bén và Thánh Linh của Chúa. Vì Thánh Linh của Chúa biết tất cả mọi điều. Ngài biết tất cả mọi điều thuộc về anh chị em ngài biết tất cả mọi điều liên quan đến hiện tại của anh chị em và còn hơn thế nữa ngài biết tất cả mọi điều liên quan đến tương lai của anh chị em hallelujah nên ở đây chúng ta cần phải nhận ra được rằng là có những lúc phòng chúng ta là gì chúng ta đầu phục thánh linh của chúa bằng cách là chúng ta để tấm lòng tâm trí ta hướng về chúa và bắt đầu mở miệng ra cầu nguyện trong tiếng lạ chúng ta nói ra nói ra và thông qua những gì chúng ta nói ra Chúa dùng chúng ta để nói ra những lời màu nhiệm Và đến đúng thời điểm của Ngài Đến đúng hoàn cảnh thích hợp mà Chúa đã chỉ định Thì Chúa sẽ bày tỏ chúng ta Có thể Chúa bày tỏ chúng ta sau khi mọi việc đã được giải quyết xong rồi Giống như trường hợp của thầy tôi Ông cầu nguyện Mà ông không biết là ông đang cầu nguyện cho nhà báo và cái người quay phim nhưng mà sau đó nhà báo và người quay phim được không thích và rồi Chúa mới nói với ông rằng là con đã cầu nguyện cho hai cái người đó và bởi lời cầu nguyện của con hoàn cảnh đã thay đổi ở thì đây chúng ta thấy được rằng là thông qua lời cầu nguyện tiếng lạ của chúng ta thì Chúa thánh linh có thể nói qua chúng ta để cung ứng giải pháp đem đến câu trả lời đem đến sự đáp ứng để giúp chúng ta và giúp những người khác vượt qua những cái hoàn cảnh mà nhiều khi mình không có lường hết được hallelujah đó được gọi là những lời màu nhiệm bây giờ quay trở lại tại đây hãy nhớ đức thánh linh là đấng biết tất cả mọi điều và ngài luôn luôn sẵn lòng để giúp đỡ chúng ta để chúng ta có thể vượt hơn tất cả mọi điều mà tự thân chúng ta không thể nào có thể biết hết được. Chúng ta không có một phương cách nào về phương diện tự nhiên để dự đoán hết tất cả được. Tất cả những cái dự đoán của con người đó, nhiều khi rất là dễ trở thành thất bại. Tôi từng nghe những cái chuyên gia, mình có thể tạm dùng cái chữ lỗi lạc rất là được tôn trọng. Họ đưa ra những dự báo này, dự báo kia về tình hình kinh tế, về tình hình chính trị, về tình hình xã hội, đủ mọi thứ. Nhưng mà những gì họ nói ra đã bị thay đổi hoàn toàn. Vì có Covid-19. Tất cả mọi dự báo của họ là bị đảo lộn hoàn toàn. Họ không có thể ngờ được Covid-19 làm xáo trộn làm đảo lộn tất cả mọi thứ nhưng mà tôi hãy nói anh chị em đối với chúa chúa không có bao giờ bị bất ngờ bởi covid 19 cả ngài biết chứ nên đối với chúng ta nó có thể là điều mầu nhiệm nhưng mà đối với chúa đó không phải là điều màu nhiệm kinh thánh đó là ngài thấy sự cuối cùng từ lúc ban đầu thật ra khi anh chị em đọc trong kinh thánh chúa đã cho ta biết về những dấu hiệu về việc chúa quay trở lại như thế nào Khi chúng ta xem vô kinh thánh chúng ta biết được rằng là Chúa ngài biết trước sự cuối cùng từ lúc ban đầu Và đại dịch là điều mà Chúa đã báo trước ở trong lời của Ngài Nên ở tại đây Chúng ta tạo Chúa Khi chúng ta cầu nguyện trong tiếng lạ Chúng ta nói ra những lời mầu nhiệm Không nhất thiết là chúng ta nói ra toàn bộ tất cả mọi điều Thuộc về những gì Chúa biết Nhưng mà tạo Chúa ra là Chúa hé lộ chúng ta Hallelujah. Chúa tiết lộ chúng ta. Để rồi chúng ta có thể được giữ phần. Để cùng làm việc với Chúa. Để thấy giải pháp của Chúa được công ứng. Trước khi những đắc rối xảy ra. Liên quan một lĩnh vực nào đó mà Chúa tin tưởng chúng ta. Hallelujah. Và Ngài cho chúng ta giữ phần để chúng ta cầu nguyện. Hãy nhớ rằng là. Khi mà chúng ta nói đến việc chúng ta nói lời màu nhiệm của Đức Chúa Trời đang nói điều gì đây cái ý nghĩa của sự mầu nhiệm tại đây nó liên quan đến những gì thuộc về ý tưởng của chúa liên quan đến những gì thuộc về mục đích của chúa liên quan đến những điều thuộc về cảm nhận của chúa và ngài muốn hé lộ ngài muốn tiết lộ cho chúng ta nhưng mà đòi hỏi chúng ta cần phải uh, tôi có thể nói như thế nào chúng ta cần phải hợp tác với chúa bằng cách nào Bằng cách chúng ta cần phải đặt mình ở trong cái tâm trí thuộc linh. Chúng ta xem một trở lại đi ở trong Roma đoạn số 8 câu số 5. Roma đoạn 8 câu số 5 là chú nói như thế này. Thật thế những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những điều thuộc về xác thịt. Còn những ai sống theo thánh linh thì chú tâm vào những điều thuộc linh. Câu số 6 chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết. Còn chú tâm vào thánh linh sinh ra sự sống và bình an. Khi anh chị em tập trung hay là chú tâm đặt để tâm trí mình vào những điều thuộc linh. Lúc đó anh chị em hợp tác với Chúa để qua anh chị em Chúa nói những điều thuộc về sự sống. Vào trong những hoàn cảnh chết chóc. Chúa nói những hoàng, những điều thuộc về sự chữa lành. Vào trong những cái hoàn cảnh bệnh tật, bệnh dịch. Amen. Chúa nói những lời của sự cung ứng vào trong những cái hoàn cảnh của sự thiếu thốn. Chúa nói những lời của sự rất lành vào trong những cái hoàn cảnh của sự đổ vỡ, sự tan vỡ mối quan hệ. Hallelujah. Anh chị nhận ra điều này không hả? Vậy thì ở đây chúng ta nhận ra một điều thế này. Nó đòi hỏi anh chị em nhắc lại. Cần phải hợp tác với Chúa bằng cách tập trung tâm trí của mình vào những điều thuộc về thánh linh. Bằng cách chúng ta hợp tác với Chúa trong việc nói ra và như cái thánh nói chúng ta nói ra những điều thuộc về ý muốn của Chúa Ý muốn trọn vẹn của Chúa Nói ra những điều thuộc về tâm trí của Đấng Rít Nói ra những điều thuộc về mục đích của Đức Trời Nói ra những điều thuộc về sự mau nhiệm của ý muốn Ngài Hallelujah Bây giờ chúng ta quay lại phần kinh thánh mà chúng ta đã từng đọc với nhau Cô Rí Tô Nhất đoạn 2 câu 16 Cô Rí Tô Nhất đoạn 12 câu số 16 Xin lỗi đoạn số 2 câu 16 trong cô tôi nhất đoạn 2 câu 16 nói rằng Vì ai biết được tâm trí của Chúa để chỉ bảo cho Ngài Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Rết Hallelujah Dựa trên câu kinh thánh này cho ta biết là chúng ta có thể nhận ra được điều Chúa nghĩ cái gì Chúng ta có thể nhận ra được tâm tư tình cảm của Chúa Chúng ta có thể nhận ra những điều liên quan đến mục đích của Đức Chúa Trời là thế nào Hallelujah Bằng cách nào? Bằng cách chúng ta nói ra những lời mạo nhiệm Và nhận lấy sự tiết lộ từ nơi Chúa Hallelujah Vào đúng thời điểm của Ngài Hallelujah Vào đúng cái hoàn cảnh Theo cái cách thức mà Chúa đã chỉ định Và Chúa sẽ tiết lộ cho chúng ta những điều đó Thông qua công tác của Đức Thánh Linh Hallelujah Bây giờ từ đây Tôi dùng một số cái ví dụ cho anh chèm Liên quan đến tâm trí của Đăng Rết liên quan đến mục đích của Đức của Trời. Có thể được tiết lộ cho anh chị em. Thứ nhất là liên quan những điều sâu nhiệm của Đức của Trời. Bởi vì trong mạch văn này đang nói đến Cô Nhất đoạn 2. Và chúng ta xem câu số 9 và câu số 10 chúng ta sẽ thấy. Trong câu số 9 và câu số 10. Nó rằng nhưng như điều đã chép những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Thì Đức của Trời đã dành sẵn cho người yêu mến Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều này cho chúng ta qua Thánh Linh Vì Thánh Linh thấu suốt mọi sự Ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời Bây giờ những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời Thứ nhất là liên quan đến lời của Đức Chúa Trời Lời của Chúa là lời sâu nhiệm Thứ hai là liên quan đến công tác cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ Bởi vì trong mạch văn này đang nói đến công tác cứu chuộc của Chúa Jesus Christ bởi vì đó là những cái điều mà đối với lại những cái lãnh đạo của đời này, những thế lực quyền lực của tối tâm không biết được. Cái nên nói là nếu chúng biết được, chúng đã không đóng đinh Chúa Vinh Hiển và trong thập tự giá. Vậy đó là điều thuộc về sự mau nhiệm của Đức của Trời. Hallelujah! Đó là công tác cứu chuộc Đó là sự sâu nhiệm của Đức của Trời. Và một điều khác nữa cũng là liên quan đến sự sâu nhiệm của Đức của Trời. Đó là liên quan đến con người tâm linh chúng ta. Kinh thánh nói là không ai biết điều gì ở trong lòng của người ngoại trừ tâm linh của người ấy và cũng không ai biết được những điều gì ở trong chính đức của trời ngoại trừ thánh linh của đức của trời. Hallelujah. Chúa bắt đầu tiết lộ chúng ta những điều sâu kín mà Chúa đặt để trong lòng chúng ta. Chúa bày tỏ cho ta những điều sâu kín mà Chúa đặt để trong lòng của ngài. Hallelujah. Và không chỉ thế thôi, không chỉ thế thôi, nó còn liên quan đến điều gì nữa? liên quan đến sự mầu nhiệm về cái thế giới thế giới từ đây tôi đang nói đến cái thế giới xung quanh chúng ta thế giới xung quanh chúng ta vẫn còn rất là nhiều điều mà con người vẫn chưa biết hết được thế giới thiên nhiên vẫn còn rất là nhiều điều kỳ thú vẫn chưa khám phá ra được bây giờ nếu quý vị là một cái nhà nghiên cứu về thế giới hay là nghiên cứu về thiên nhiên chẳng hạn quý vị có nhận ra được rằng là vì quý vị cầu nguyện tiếng lạ và thông qua việc cầu nguyện tiếng lạ Chúa có thể qua vị nói ra những điều thuộc về sự mau nhiệm liên qua thế giới thế giới xung quanh quý vị và giúp quý vị nhận ra được những điều kỳ thú mà Chúa đặt để sẵn trong thế giới thế giới mà mình cũng chưa biết biết đến một số người nghĩ rằng là ô những điều màu nhiệm này chỉ liên quan đến dành cho mục sư thôi chỉ dành cho những người giảng lời Chúa mới cần được tiết lộ ra những điều bao nhiệm nhưng mà tôi nói anh chị là những điều màu nhiệm mà liên quan tới tất cả mọi thứ trên đời này Nó có thể liên quan, thậm chí liên quan đến thế giới tài chính Có rất nhiều lĩnh vực, nhiều điều liên quan đến thế giới tài chính Mà nếu Chúa kêu gọi anh chị em bước vào trong lĩnh vực tài chính Anh chị em cần có sự khôn ngoan của Chúa Tiết lộ cho anh chị em những bí mật trong lĩnh vực tài chính Amen Sự mau nhiệm đó có thể liên quan đến lĩnh vực về nghệ thuật Hội họa Nó cả một thế giới trong đó và Chúa hãy tiết lộ cho anh chị em những điều mầu nhiệm trong thế giới hội họa Những điều mầu nhiệm trong thế giới âm nhạc Mà chúng ta vẫn chưa biết được Chúa hãy quay chúng ta bày tay những cái giai điệu của thiên đàng Hallelujah Và những cái giai điệu đó đem sự thay đổi lòng người Giai điệu đó đem đến một sự ý thức và sự hiện diện của Chúa Và qua đó nhiều người khao khát Chúa Ăn năn quay trở lại tìm kiếm Chúa Đó có thể là sự mầu nhiệm thậm chí mâu nhiệm trong lĩnh vực chính trị có thể qua lời cầu nguyện chúng ta những cái bí mật trong lĩnh vực chính trị được tiết lộ ra rồi những sự mâu nhiệm trong thế giới thể thao ở Việt Nam chúng ta có một vở huấn luyện viên chúng ta thấy rằng là cứ mỗi lần đá bóng là ông cầu nguyện đúng không tôi chỉ dùng ví dụ minh họa thôi tôi không biết ông có cầu nguyện tiếng lạ hay không à. nhưng mà chúng ta hiểu được rằng là cứ mỗi mỗi lần cái đội đội bóng đá là ông cứ cầu nguyện ông cầu nguyện ông cầu nguyện trước giờ đá ông cầu nguyện tôi hình dung là đang khi ông cầu nguyện chú ban cho ông chiến thuật điều chỉnh đội hình để rồi làm thế nào để rồi có thể chiến thắng được đối thủ hallelujah hallelujah đó là liên quan đến sự mau nhiệm để làm sao để đội yếu là thắng được đội mạnh làm sao để những cầu thủ thấp bé có thể thắng được những cầu thủ cao to Ví dụ như vậy Rồi liên quan đến lĩnh vực quân sự Có những mâu nhiệm liên quan đến lĩnh vực quân sự Anh chị em đọc trong kinh thánh anh chị thấy có rất là nhiều cuộc chiến Và trong những cuộc chiến đó Chú tiết lộ về cái chiến lược Về cái binh pháp của kẻ thù Cho dân Israel Cho con dân của Chúa và tiên tri của Chúa nói với lại vua chẳng hạn là ông hãy đi đầu này ông đây đánh chỗ kia thì ông sẽ thắng bởi vì kẻ thù á mai phục ở chỗ đó làm sao tiên tri của chú biết được là bởi vì những cái bí mật của kẻ thù đã được tiết lộ hallelujah nên từ đây chúng ta thấy được rằng là liên quan đến những điều mau nhiệm sẽ được tiết lộ khi mà anh chị em cầu quyền cho tiếng là anh chị em nói ra lời mau nhiệm và Chúa muốn bày tỏ cho anh chị biết ý nghĩa của điều màu nhiệm đó là gì hallelujah nhưng mà trước tiên anh chị em phải đồng công anh chị em cần phải sẵn sàng để nói tiếng lạ để cầu nguyện tiếng lạ amen và chúa về phần ngài thông qua anh chị em ngài nói ra những lời màu nhiệm đó và rồi theo đúng thời điểm của chúa theo đúng cách thức của chúa ngài sẽ tiết lộ cho anh chị em về ý nghĩa của những lời mà anh chị em đã nói ra Hallelujah Và nhớ Chúa không muốn giữ cái điều màu nhiệm đó khỏi anh chị em Chúa muốn giữ cái điều màu nhiệm đó để tiết lộ ra cho anh chị em Là những người tìm kiếm Chúa Là những người nghiêm túc trong mối thông công đối với Chúa Hallelujah Tôi vẫn còn là một phần nữa liên quan đến điều này Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta sẽ nghĩ ra lao ngắn liên quan đến phần này và sau đó khi quay lại thì tôi sẽ trình bày tới 4 giờ sau 4 giờ nếu như ai cho anh chị em khao khát kinh nghiệm bắp tay đức thánh linh và nói tiếng lạ có nghĩa là anh chị em chưa từng nói tiếng lạ trước đây thì uh, thầy đầy tớ của chúa thầy tính sẽ giúp đỡ cho anh chị em